chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Khéo Tay Hay Làm của tôi nha. Hôm nay thì đến với các bạn một cái chủ đề mới. Trên tay tôi đó là một cái khay hỏi son của hiệu Leo ha. Thương hiệu một cái thương hiệu son về dòng mỹ phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường ha. Đây, cái màu tôi cầm trên tay là một cái màu số 04. Cái màu này nó được các bạn rất là ưa chuộng luôn. Đây các bạn thấy không? Cái hỏi son này thì cầm rất là chắc tay luôn. Về chất liệu thì rất là đẹp, nhám ha. Cầm trên tay rất là trơn tru và cảm thấy rất là thích luôn. Hỏi son thì nó nhỏ nữa. Nhỏ gọn, cầm vừa tầm tay của mình. Nó cũng bé cho tiện cho các bạn ham đi du lịch này, đi chơi mình bỏ túi mình cũng rất là gọn ha. Đó, bạn thấy cái son không? Đây, cái màu này là màu số 04, là dạng như là một cam pha một chút xíu hồng đó các bạn. Nhưng mà nó thiên về cam nhiều hơn, cam hay là cam san hô, nhưng mà nó nhẹ hơn là mấy cái màu cam san hô khác ha. Nó nhẹ hơn, nó không có tươi, nó không có chói lói đâu. Đây, cái nắp đậy thì cũng rất là chắc chắn luôn. Này là dạng hỏi son lì nha các bạn. Cái thiết kế thì rất là tinh tế và bắt mắt, cầm thì rất là tiện tay luôn. Đây, đó, cái chất son thì rất là mịn mượt. Mình sẽ quay cận cảnh cái hỏi son này cho các bạn xem ha. Bạn nào mà cảm thấy mà ưng ý thì bạn hãy tậu về cho mình một hỏi son ha. Có biết thì các bạn nào mà da trắng chút xíu thì bạn nhớ ra mua cái màu số 04 ha. Cái màu cực kỳ đẹp luôn, tôn cái làn da trắng của các bạn rất là đẹp. Son này thì cái độ lì nó rất là bền luôn. Và các bạn giữ trên môi mình được, ít nhất phải được 8 tiếng nha các bạn, 8 đến 10 tiếng. Mình đã thử cái hỏi son này 8-10 tiếng, các bạn không có ăn dầu mỡ này kia, bạn ăn bình thường thôi á, thì bạn sẽ giữ được ít chứ không phải là 8-10 tiếng nha các bạn. Đó. Đây, để mình test lên da cho các bạn xem ha. Son chất son nó là mịn lắm, đó các bạn thấy không? Rất là mượt luôn. Cái màu nó cũng trắng nữa, son lên là thấy trắng da liền. Đó, thấy không? Chất son thì mịn, mượt nè. Nó không có dạng không có đóng bột như một số cái loại son thường trên thị trường đâu. Loại son này rất là xịn luôn. Đó bạn thấy không? Cái màu cam thiên về một chút xíu hồng và chút xíu đỏ. Cam dạng cam san hô á. Đó bạn thấy không? Để quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Nó tôn làn da trắng của bạn rất là nổi bật luôn. Bạn nào mà có làn da trắng thì rất là xinh luôn ha. Test lên thử lên cái lòng bên trong bàn tay cho các bạn xem. Chất son thì mịn mượt, không có bị bám rãnh trên môi á, nó không bị bám cục lại ha. Đó, để tôi test trên môi cho các bạn xem nha. Đây, đây là cái màu hỏi son mà tôi son lên môi tôi ha. Tôi son nhẹ thôi, cho nên là cái màu hỏi son nó sẽ ra nhẹ. Nếu mà bạn đánh nhiều hơn thì màu sẽ đậm hơn. Đây là cái bảng màu của cái hỏi son Clio này. Đó. Nó có thể là 8 màu cho các bạn lựa chọn nha. Đây. Quay lại một lần nữa cận cảnh hơn cho các bạn xem về cái chất cũng như là cái màu sắc của cái màu cái son này, cái màu số 04. Cam hơi san hô nha các bạn. Cam nhiều hơn. Đó. Đây, cái hộp nó cũng nhỏ nhắn dễ thương nữa. Cái màu hồng mà pastel á rất là đẹp luôn. Hồng hơi cam cam bạn. Dễ thương lắm. Tôi nghĩ là cái hỏi son này nếu mà các bạn nào mà thích cái dạng son lì á thì bạn nên tậu về cho mình một hỏi son này. Và ưu tiên cho các bạn nào mà hả làn da trắng thì nhớ tậu về cho mình hỏi son màu số 04 nha. Màu cam tươi rối luôn, rất là xinh xắn, tôn lên cái làn da trắng của các bạn nữa. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây ha. Các bạn nào cảm thấy cái bài review của tôi hay thì bạn dành tặng tôi một nút like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ tôi ra nhiều video nữa nha. Bye bye.